chào bà con quay lại kênh Cuộc Sống Miền Tây. Hôm nay tiếp tục giới thiệu bà con, cùng bà con mình đi tìm hiểu những con cào cào ba mái nha bà con. Rất là độc đáo, rất là thú vị, rất là nhanh nữa. Tính được gọi như thế này thì mình không hết ý kiến ha bà con. Bây giờ tới con của anh. Con này là con cào cào ba mái mà thằng cái đầu giang ma nè bà con, chạy quá nhanh hả bà con, quá nhanh quá mạnh. Tiết trời quá làm sao mà không nắng luôn bà con. Bây giờ là 10 rưỡi rồi. Hiện tại thì Cuộc Sống Miền Tây đang ở Lộc Hòa. Đây tiếp tục. Hỏi cào cào mà con. Trời xe nước luôn hả bà con, thấy ghê không? Quá đẹp luôn á. Quá dữ nha mọi con, lâu lâu có dịp đi với mấy ảnh quá dữ. Đăng có anh bạn đã nha bà con, có nước chạy nó láng nhưng mà kéo đường gò thì thua.
quá đã. Không biết trời u ám sao rồi con. Quá bà con. Con bên kia là con của anh bé sữa đầu dân ma nè, mà con chạy cũng xé gió. Này thì không liệu bằng anh sáu nha, anh chạy dữ. Đúng là những nghệ sĩ trên đồng ruộng nha bà con.
nắng quá. Đẹp hơn thôi, nhưng mà cái này mới cái trang nó sình không, cho nên là nó nước nó lấp lại. Cũng chân thành cảm ơn bà con xem video này. Bà con hãy nhớ đăng ký, like, chia sẻ để sớm nhận những video mới nhất. Hẹn gặp lại bà con video kế tiếp nha bà con. Chào bà con.